cho ai? Con với Duyên bảo ai là bảo bối của mẹ hả? Con à, thế ai không phải? À, Duyên bảo không phải à? Thế bảo bối của mẹ hôm nay không ăn xúc xích được không? Hả? À, sao? Không được à? Thế ai là bảo bối mẹ? Duyên bảo là bảo bối của mẹ à? Là bảo bối của mẹ hả? À, con lên võng nằm đi, lên võng nằm đi mẹ cho ăn ha. Ừ, Duyên bảo đưa đi, đúng rồi, đúng rồi. Duyên bảo cũng là bảo bối của mẹ nha. Hai con đều là bảo bối của mẹ đúng không? Ừ. Thôi, được rồi, không đưa nữa, lại ăn xúc xích ha. Ừ, Duyên bảo. Ê, rồi, chơi cho ai?